đấy, hãy cẩn thận với những câu đúng sai như này. Đây là những câu mà mất điểm ngu ngốc nhất nhá, các bạn cẩn thận. Câu 24 ạ, Metinsa li silet có mùi dầu gió sali. Sali silet sa li silet có mùi dầu gió, cái này đúng chứ? Cái nào đúng nhá? Thành phần chính của dầu gió là các tinh dầu. Ví dụ như tinh dầu bạc hà, huynh diệp, hương nhu, quế tràm. Đấy, và các chất tiết xuất từ tinh dầu menthol, methyl salicylate, camphor. Đấy. Thế nên là cái A này nó lại đúng kìa em ạ. Được chưa? Đúng. Benzin acetate có mùi thơm của hoa nhài. Benzin acetate có mùi thơm của hoa nhài. Ok chưa? Isoamin acetate có mùi táo. Isoamin acetate có mùi táo. Nào, mùi táo là mùi gì ạ? Mùi táo có phải là isoamin acetate không? Căng đét nhỉ? Căng đét ạ. Mùi táo có phải là mùi isoamin acetate không? Không phải. Mùi táo của chúng ta nó phải là mùi ethyl isovalerate nhá, nên này này sai. Mùi táo là ethyl isovalerate nhá, mới là mùi táo. Căng chưa? Căng chưa? Căng đét. Methyl butanoat có mùi chuối chín, cái này cũng sai. Mùi chuối chín phải là mùi gì? Isoamin acetate. Được chưa ạ?